Hi, xin kính chào tất cả quý khách hàng thân yêu. Thở theo yêu cầu của nhiều quý anh chị và khách hàng yêu cầu nhà đất Quân quay những căn nhà có chiều ngang rộng và chiều dài thoáng đãng, thì hôm nay nhà đất Phú Hưng xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một căn nhà phố có diện tích ngang 8 dài 20, đúc một trệt một lầu, với công năng sử dụng 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 gara xe hơi rộng rãi, thoáng mát, có giá bán là 6 tỷ rưỡi, còn thương lượng nhau khách. Căn nhà này giá của anh chủ nhà đưa ra là 7 tỷ rưỡi, nhưng mà mùa Covid này kẹt vốn làm ăn nên anh bán giảm đến 1 tỷ, chỉ còn 6 tỷ rưỡi nhau khách. Căn nhà tọa lạc ở gần đường Phan Văn Đối, gần khu nghiệp Vĩnh Lộc, chỉ cách khoảng 100m nhau khách, cũng gần chợ Bà Điểm. Cái nhà tọa lạc trên một trục đường nhựa 12m thông thoáng, có lề đường cây xanh bóng mát, và đây là căn nhà nhau khách. Căn nhà được xây gần như là hết đất, chỉ chừa khoảng 1m bên hông để tạo thông thoáng không gian cho căn nhà và sân xe hơi, gara xe hơi. Xung quanh sân thì anh chủ nhà đã bố trí những cây cảnh, cây dừa cảnh và rất đẹp để tạo điểm nhấn và sự xanh mát, mát mẻ cho căn nhà của mình. Đây, ban công được làm kính cường lực, tay vịn inox và các cột trước nhà đã được ốp đá như khách. Và trước nhà chúng ta có một con sân nhỏ để ngồi uống trà hoặc là ngồi chơi hóng mát. Và xung quanh khuôn viên nhà đã được trồng cây cảnh. Và ở đây có một hồ cá này, chúng ta về thả những con cá koi xuống, rất đẹp nha khách. Căn nhà có diện tích ngang 8 dài 20, đúc một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, gara xe hơi, và xung quanh có chừa khoảng không thoáng mát thoáng đãng nhau khách, có giá bán là 6 tỷ rưỡi còn thương lượng. Và đây là phòng khách của căn nhà nhau khách. Phòng khách rất rộng rãi, có để những chậu cây cảnh. Và xung quanh tường của nhà chúng ta đã được ốp đá lên cao khoảng 1m2, rất sạch sẽ, nền gạch là 80-80 bóng kính. Và đây có những cái khung ô và có những cái chậu cây cảnh tạo điểm nhấn, sự tinh tế sang trọng và xanh mát cho căn nhà của mình nha khách. Căn nhà của mình thì tới 2 phòng khách, hoặc là chúng ta sử dụng bên bên này để đợi xe máy cũng được. Toàn bộ căn nhà đã làm rèm cửa sẵn nha quý khách. Và quý khách còn chần chừ gì nữa, một căn nhà rất đẹp và có giá rẻ nhất thị trường Hóc Môn hiện nay, với diện tích 8-20, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 4 toilet, có giá bán chỉ 6 tỷ rưỡi. Và căn nhà nằm trên đường nhựa 12m thông thoáng, có lề đường cây xanh bóng mát, đường thông nhau khách, tiện làm văn phòng kinh doanh. Quý khách hãy nhanh tay alo cho chúng tôi nhà đất Phú Hưng để lựa chọn căn nhà ưng ý nhất của mình. Đến với nhà đất Phú Hưng, quý khách sẽ tìm được một nơi ở viên mãn, cuộc sống ấm no. Tìm được nơi ở viên mãn cho quý khách là niềm vui và niềm hạnh phúc cho chúng tôi. Toàn bộ những căn nhà chúng tôi rao bán đều có sổ hồng riêng, gặp chính chủ thương lượng rẻ hơn so với giá thị trường từ 300 đến 500 triệu đồng, và được vay ngân hàng với tối đa 80% giá trị căn nhà với lãi suất rất là thấp, chỉ 8 đến 11% trên năm. Và quý khách xem video hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để sẽ nhận xem video mới nhất của chúng tôi, và không quên cho chúng tôi một lượt like và một lượt chia sẻ.
đỡ video đến được nhiều quý anh chị hơn nữa nha quý khách. Và quý anh chị hãy bấm đăng ký kênh, quý anh chị không mất gì, nhưng chúng tôi lại được thêm một người đăng ký để tạo cái động lực quay những video đẹp và hoàn mỹ hơn nữa để gửi đến quý khách hàng thân yêu. Xin cảm ơn. Và quay trở lại căn nhà, đây là phòng ngủ trên lầu nha khách. Một phòng ngủ rất rộng rãi, thoáng mát và có rèm cửa sáng, có tủ âm tường và có cửa sổ mở ra khoảng không phía ngoài, rất là thoáng mát, sạch sẽ. Xin nhắc lại, căn nhà có diện tích khoảng 8, dài 24 phòng ngủ, một phòng thờ, 4 toilet và tọa lạc trên đường nhựa 12 m, thông thoáng, có lề đường cây xanh bóng nhát mát, giá trị 6 tỷ rưỡi. Căn nhà này xây dựng rất chắc chắn, xây từ đất lên. Sổ hồng riêng 2020, bao sang tên. Căn nhà này anh chủ nhà xây ở nhưng vì chuyển công tác nên bán gấp, giảm đến 1 tỷ đồng nha quý khách. Đây là toilet trên lầu của căn nhà nha quý khách, được ốp đá lên cao, thiết bị Elec hiện đại. Đây có tủ âm tường sẵn luôn. Và đây là một căn phòng ngủ số 2 trên lầu. Toàn bộ căn nhà đã có lắp camera an ninh sẵn nhau của khách. Đây có tặng két sắt luôn. Rồi chúng ta về để tiền vàng, ok. Và phòng ngủ này có toilet riêng trong phòng nha khách. Đây là bồn rửa, được ốp đá lên cao, thiết bị vệ sinh Elec hiện đại. Cửa phòng là làm cửa gỗ đỏ nhau khách. Và xin mời quý khách theo chân nhà đất Phương tham quan phòng ngủ trước, phòng ngủ số 3 trên lầu của căn nhà. Chúng ta có 4 phòng ngủ trên lầu và một phòng ngủ dưới trệt nhóm khách, được ốp đá lên cao. Đây là phòng mặt tiền, ngủ mặt tiền của căn nhà. Và đây chúng ta quan sát lại mặt tiền của căn nhà một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã theo dõi video và hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ nhà đất Phương. Xin chào.